Chị Thiền, chị có được tiền kiếp của mình không ạ? À? Vẫn còn dùng phần trí rất là nhiều á. Bạn còn quan tâm quá nhiều đến cái chuyện là em sẽ thấy cái gì, thiền nó có tác dụng gì, rồi làm sao em biết được cái này cái kia nó có thiệt hay không. À, tiếng Anh nó có cái câu là faith á. Faith có nghĩa là nếu như em có lòng tin á, dù em không thấy á thì nó vẫn ở đó, nhưng mà nếu em không có lòng tin á, dù nó ở trước mặt em á thì em cũng không tin. Từng là một người rất là bướng, chị không có tin. Đối với chị, cuộc đời của chị là từ tay chị ra, ba má chị đẻ chị ra, chứ éo có quan tâm đến chị, nên chị nói đời chị là do chị tạo ra hết. Đến khi đi làm rồi, đến khi dập mặt rồi, đến khi mình nghĩ đâu mình sẽ cố gắng hết sức thì mình sẽ đạt được cái điều mình muốn, nhưng mà đến khi mình cố gắng hết sức mình cũng không được cái điều mình muốn nữa, thì đó là cái lúc mà chị từ bỏ, chị đầu hàng với cái số phận. Chị gọi là đầu hàng với số phận, chị nói ok đủ rồi đó, không có muốn sống một cái cuộc đời mà cứ cố gắng phấn đấu, phải tìm cái đúng, phải tìm chân lý, phải tìm đạo lý nữa, mệt mỏi. Và đó là cái ngày mà chị để cho cuộc đời của chị, cho cái vũ trụ nó quyết định. Thì đó là cái lúc mà chị tìm được cái tỉnh thức, để mà chị tìm được cái bình yên trong cái cuộc đời của chị. Nhiều người cứ nghĩ tỉnh thức là một cái gì đó để tìm kiếm, nhưng mà thật ra không phải. Tỉnh thức nó chỉ là cái peace ở bên trong lòng. Em không có cần phải biết tiền kiếp của em là cái gì, em không cần biết quá khứ của em là cái gì, em chỉ việc chấp nhận là em sống, em là một con người trong cái hình hài này, vậy thôi. Em dùng phần trí em quá nhiều á, em muốn tin á thì em sẽ tìm đọc những cái quyển sách mà nó có những cái từ ngữ làm cho em tin thì em tin thôi. Tại vì em dùng phần trí của em mà. Khi em dùng phần trí của em thì đối với em những cái gì mà nói ra mà nghe có vẻ như em thích nghe hoặc là em tin thì em sẽ tin. Đó là lý do tại sao cái kênh của chị luôn chia sẻ với các bạn hai mặt trái và phải, và chị sẽ cho các bạn tự đánh giá, tự quyết định là các bạn muốn ở phía bên nào hoặc các bạn không muốn ở phía bên nào. Đúng, như chị là chị không muốn ở phía bên nào luôn. Nhưng mà chị tôn trọng cả hai phía, phải có trắng và phải có đen. Cuộc đời này nó phải có trắng và phải có đen. Nó không thể nào mà tất cả mọi người đều tốt, nó không thể nào tất cả mọi người đều xấu hết. Nhưng em là một con người, em không được phép đánh giá là người này, trời người này xấu quá, trời người này tốt quá, mình phải theo người này xấu quá, mình không có nên theo người ta. No, đối với chị là người xấu thì họ sống cuộc đời của họ thôi, họ sẽ trả cái giá của họ, người tốt thì họ sẽ hưởng cái thành quả của họ. Nhưng mà chị có thật sự tôn trọng hết những người tốt không, thì câu trả lời của chị là không, chưa chắc đó. Cho nên là khi mà em sống một cái cuộc đời, em phải để cái bình yên bên trong em trước, để cho em không có quan tâm quá nhiều đến cái chuyện đúng sai. Tại vì bây giờ nếu như em đi chùa, em nghe ông thầy này ông nói hay thì em tin ổng, ông thầy này cũng ở trong chùa nhưng mà ổng nói không có đúng ý em thì đối với em ổng không tốt à, đâu có đúng đâu. Tại vì có thể cái cách nói chuyện của ổng sẽ bày cho người khác. Ví dụ như cái cách nói chuyện của chị sẽ không thể bày được cho tất cả các bạn Việt Nam, cái điều đó chị biết luôn. Tại vì chị nói rất là sốc, chị nói rất là thẳng, chị nói rất là đau. Nhiều bạn vô đây đã từng nói với chị ơi đau quá, nhưng mà chị nói xong rồi em mới biết, tại vì chị rất là thẳng, chị không có ngại cái chuyện đó. Chị không ở đây để mà làm mát lòng mát dạ ai hết, chị chỉ cho em biết cái sự thật thôi. Đôi khi em nên bỏ cái phần trí em ra khỏi người em, để mà em sống trung thực với chính em. Đừng có nghĩ mình sai cái gì khi mà mình nghĩ phần trí nhiều nha em. Tại vì đây cũng là một cái hình dạng của cái tôi á. Tại vì em phải bảo vệ em chứ, em phải bảo vệ em khỏi những cái kiến thức bên ngoài, và chị tôn trọng điều đó. Và đối với chị đó là thể hiện một cái sự là một người rất là thông minh. Nhưng mà đôi khi em thông minh quá em sẽ thành kiêu ngạo, và đôi khi em thông minh quá em sẽ nghĩ em là cái người biết hết. Và khi em biết những cái kiến thức này em cho em là đúng, ví dụ như vậy. Cho nên là chị muốn cho em mở lòng em ra bằng cách là, thầy chị hay nói cái câu á, học như là Lý Tiểu Long á. Lý Tiểu Long nó hay nói cái câu là be water my friend á. Em phải giống như nước vậy á. Nước nó có thể thành nóng, thành lạnh, nó có thể mềm, nó có thể cứng, nó có thể sống được tất cả các môi trường. Và nước á, khi em đổ vô trong cái ly á, nó sẽ là cái ly nước của em. Nhưng khi em đổ cái ly nước đó ra, em để một cái ly mới và em chấp nhận những cái nguồn nước mới á, thì em mới là người trưởng thành. Một người trưởng thành thực sự sẽ chấp nhận hết tất cả kiến thức, và em sẽ là người khách quan nhất để chọn cái kiến thức nào là trung thực, cái kiến thức nào là cần cho mình, và cái kiến thức nào thực sự mà mình thấy nó áp dụng mà làm cho cuộc đời của mình nhẹ nhàng. Chứ còn không ai đúng và sai hết. Mỗi người sẽ bày một kiểu, mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chị ơi, liệu loài người có đơn độc trong vũ trụ không ạ? À? Không em, tại sao em nghĩ em đơn độc? Nếu em đơn độc em đâu có đồ ăn trên bàn. Nếu em đơn độc thì em đâu có cây để thả ra khí oxy cho em thở, có nước cho em uống, ok, có nhà cho em ở, rồi có bạn bè để yêu thương em, rồi có bạn gái sau này, rồi có con cái sau này, rồi thậm chí gia đình em cũng vậy. Ai cũng có một cái kết nối trong cuộc đời này hết. Chẳng qua là em không có nhận ra cái điều đó bởi vì em cảm thấy là mình cô độc thôi. Nhưng mà thật ra em kết nối với tất cả mọi người. Chính em nghĩ em giỏi nhất. Cái tôi của em sẽ nói là à mày đơn độc á, để cho nó dễ trị em thôi em. Cái tôi của em là cái mà hầu như ai cũng có hết, và cái tôi đó là cái đáng sợ nhất. Nếu mà mình không có học cách kiềm chế nó thì nó sẽ núp mình, nhưng mà khi mình kiềm chế nó đủ tốt á thì mình sẽ sống rất là thanh thản.
Theo truyền thống Việt Nam, con cái phải có hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ về già chăm sóc phụng dưỡng vậy, nếu không chăm sóc là bất hiếu đúng không chị? Nếu cha mẹ không tốt với con cái thì sao? Nếu vậy chị chắc đứa bất hiếu à? Chị đâu có chăm sóc ba mẹ chị đâu. Chị chắc chị bất hiếu lắm à? Chị không có quan tâm đến cái chuyện em bất hiếu hay là em không bất hiếu. Chị quan tâm đến cái chuyện là em sống cái điều đó em có thanh thản hay không. Còn cái chuyện mà người ta nói em bất hiếu thì là người ta, chứ không phải em. Tự em thấy được em sống, ba má em có chăm lo cho em, yêu thương cho em, nuôi cho em nên người, đối xử với em tử tế hay không. Đối với chị là ba mẹ chỉ cho mình cái cuộc đời này thôi, còn mình quyết định được. Thậm chí chị đã từng nói rồi, chị không bao giờ có một cái tư tưởng là con chị một ngày lớn lên nó phải phụng dưỡng hay chăm sóc chị. Bởi vậy nên chị làm cống đích lên để chị nuôi nó, cho nó thành người, để chị chuẩn bị tinh thần chị về già, chị có tiền chị nghỉ hưu. Phần chị chẳng có ngửa tay xin tiền nó để làm cái gì. Bởi vì cuộc đời nó là vậy, em sẽ không biết trước được em đẻ một đứa con đó nó sẽ biến thành một con người như thế nào. Em chỉ có thể cố gắng hết sức dạy dỗ nó, để em nói với nó là làm sao để trở thành một con người tốt nhất thôi. Nhưng mà nếu nó không có chọn lựa để mà chăm sóc em hay giúp đỡ em, tại vì em nghĩ nè, con cái khi nó đến tuổi nó đi học ra, nó cũng có cần tiền để nó xây dựng gia đình không? Nó cần tiền để nó nuôi con nó cần tiền để nó nuôi tổ ấm nó không? Có chứ. Và bây giờ ngoài cái chuyện nó nuôi ba bốn cái miệng, bây giờ nó phải nuôi thêm cái miệng ba mẹ nó nữa, năm người. Đó là một cái cách mà thêm stress cho con mình. Nếu mình nói mình thương con mình, đáng lẽ mình phải giảm stress cho nó chứ, tại sao mình phải thêm stress cho nó, đúng không? Thì nó cũng tương tự như vậy. Chị không thích cái kiểu văn hóa của người Việt Nam mình có cái suy nghĩ đó, tại vì nó đặt lên trên đầu những cái đứa trẻ sau này một cái áp lực, đó là mình phải thành công để nuôi ba mẹ mình, chứ mình không phải thành công để mình sống cái cuộc đời của mình. Và như vậy nó sống cuộc đời của nó lo ba má nó, xong cái xong nó đẻ con ra nó cũng có suy nghĩ y xì như vậy. Nó nói sau này tao cả đời tao hy sinh cho ông bà rồi, bây giờ mày cũng vậy, mày sau này mày làm để mày nuôi ngược lại tao. Nó sẽ không bao giờ dừng cái vòng luân hồi đó hết. Cho nên nếu như em mà có cái suy nghĩ đó thì chị không ủng hộ. Và chị muốn như các bạn coi kênh của chị cũng vậy, là những cái bạn trẻ, các bạn phải có cái tự lập tự chủ. Chỉ có khi mình thành công thì mình mới giúp đỡ được gia đình mình, còn mình cứ có cái áp lực trên người là mình phải giúp trước á, thì cơ thể mình nó khôn lắm, nó dừng ngay cái chuyện đi làm. Mà tại vì nó thấy làm để làm gì, làm để trả tiền nợ của ba mẹ, trả cái này cái kia, xong rồi mình sống cuộc đời của mình không ý nghĩa gì hết. Vậy làm để làm gì, không muốn đi làm nữa, thì họ sẽ lười biếng, hoặc là họ sẽ chọn cách là thôi ở nhà đợi ông bà chết đi, đưa tiền của hồi môn đồ này nọ lại rồi xong rồi mình sống cuộc đời của mình, ví dụ như vậy. Cho nên là sống làm sao mà nhìn nó ra hai phía. Chứ ở Việt Nam mình có những cái truyền thống nó vẫn rất là tốt đẹp và vẫn cần phải được gìn giữ, chị công nhận. Chị cũng vậy, chị đi đâu chị vẫn nói chị là người Việt Nam. Ví dụ đồ ăn Việt Nam mình ngon xuất sắc nè, những cái đó phải giữ chứ. Hoặc là con gái Việt Nam mình thì mặc áo dài rất là đẹp nè, những cái truyền thống đó phải giữ chứ. Những cái nết na thùy mẹ ba má mình dạy mình hồi nhỏ cũng tốt, đó là con gái phải biết nấu ăn, phải biết giặt giũ cho mình chứ đừng có cho thằng khác, ví dụ như vậy. Cái đó cũng tốt, những cái mà mình cần gìn giữ thì gìn giữ, còn những cái mà mình cảm thấy nó không có phục vụ mình thì không gìn giữ. Tại vì những cái tư duy đó nó làm cho một cái đất nước trì trệ trong cái chuyện kinh tế lắm. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?